Hôm nay chúng ta sẽ nói về Virtue Gundam, một con hàng được ra mắt khá là gần đây. Và con hàng này có thể nói là khá là nhiều thứ mà chúng ta phải đề cập, cho nên là tôi sẽ bỏ qua cái phần cốt truyện. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đề cập một chút về cái đóng gói của cái sản phẩm lần này. Vào giai đoạn mà tôi đang làm cái clip review này thì các bạn sẽ phải tốn khoảng tầm là từ 2 triệu cho đến 2,3 triệu để các bạn sở hữu được một con MG Virtue. Thì đó là cái giá mà tôi dạo quanh Shopee. Nếu như các bạn có được giá ngon hơn thì tốt. Nhưng mà cái có một lý do cụ thể vì sao mà nó lại có thể đạt được đến cái mức giá này. Khá là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần nhìn vào cái box của nó là đủ hiểu rồi. Đây là cái hình mình chụp box của con MG V2 với lại con MG Sazabi VK. Hai thứ này thì số lượng runner của nó không khác nhau là mấy. Nó đâu đó khoảng tầm là 26 cho đến 27 runner kèm theo decal nữa. Nhưng mà so với lại khâu đóng gói của tầm 10 năm về trước thì con MG Virtue lần này nó đã có những cái cải thiện nhất định. Đó là bằng số lượng runner nhưng mà hộp của nó được làm nhỏ hơn khoảng 1/3 đến 1/4 cái box của con MG VK. Giá niêm yết của con MG Virtue này nó cũng rẻ hơn đâu đó tầm 1.000 yên. Thì mặc dù là nó mang những cái ưu điểm như vậy, nhưng mà vì nó được sinh ra trong cái giai đoạn là chúng ta đang rất là khó khăn trong cái khâu vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển đi nước ngoài. Vì thế con MG Virtue này nó bị áp thêm những cái mức phí không đáng có, cho nên là giá của nó có thể nói là cao hơn bình thường. Nhưng mà nó là cao thôi chứ thực chất ra mình thấy đây là một cái mặt bằng chung. Tại vì con MG Sazabi VK ngày xưa mình có thể mua được với mức giá là 1,7 triệu. Nhưng mà hiện tại thì nó đã bị đẩy lên 2 triệu rồi. Cho nên là từ đó các bạn có thể hiểu được phần nào vì sao con Virtue này nó lại có mức giá cao đến như vậy. Nhưng mà một khi các bạn đã vượt qua được cái bức tường giá cả thì mình xin khẳng định với các bạn rằng đây là một con hàng đáng từng đồng xu của các bạn. Những ai mà đã yêu thích cái thiết kế của con Virtue thì sau khi mua con hàng này các bạn sẽ càng cảm thấy yêu nó hơn. Tại vì nói thật với các bạn luôn, chơi Gundam một thời gian lâu dài rồi thì mình càng ngày mình càng đổ cái sở thích của mình về những con hàng mà nó có cái bề dày của nó cao một tí. Tại vì nó càng to, nó càng dày thì mình cầm nó càng sướng. Những cái con Gundam mà chân dài eo thon á thì thời gian đầu cầm nó rất là ngầu, rất là sướng. Nhưng mà càng về sau á thì khi mà mình cầm vào mình càng cảm thấy nó ọp ẹp. Tại vì cơ bản là khớp của nó nhỏ quá, nó không có được cái độ bền nhất định. Và mình cũng đã từng review rất nhiều con với cái mô típ là body siêu mẫu rồi. Có một số ít nó vượt qua được cái bài sức bền của mình và được mình đem đi thường xuyên để chụp hình. Nhưng mà một số khác thì nó dừng lại ở việc là ráp xong bỏ lên kệ trưng hết. Con MG Virtue này là một trong những số ít nó vượt qua được cái bài sức bền của mình. Và mình nói thật luôn, cầm con này chơi rất là sướng. Thì về cơ bản là con Virtue này nó là con Nadleeh nhưng mà được trang bị thêm một bộ giáp. Vì thế trên phương diện so sánh thì mình có thể nói là con Virtue lần này khá là giống với lại con MG Alex Gundam được ra mắt gần đây không lâu. Đối với mình thì con MG Alex 2.0 nó là một con Gundam làm khá là tốt cái concept mà gắn giáp lên Gundam, bằng cách là nó sử dụng một cái bộ lưới ở bên trong trước, xong rồi nó mới thực hiện cái phần là gắn giáp lên. Thì nó cho chúng ta một cái cảm giác là bớt ọp ẹp hơn so với lại những cái con mà nó gắn thẳng pad lên trên người. Nhưng mà vì con Alex nó vẫn cố gắng làm một cái, đó chính là nó muốn vừa gắn giáp nhưng mà nó vừa muốn giữ được cái biên độ cử động của nó. Vì thế là khi mà các bạn chơi lâu thì các bạn sẽ thấy rằng là gắn giáp hay không gắn giáp nó cũng vẫn sẽ ọp ẹp như nhau. Vì có những chỗ nó chịu lực nặng hơn so với lại những chỗ kia, cho nên là nó sẽ tạo cảm giác rằng là có chỗ lỏng và có chỗ không lỏng. Vì thế chơi lâu nó sẽ tạo ra cảm giác ọp ẹp hơn. Nhưng mà con Virtue này thì không, nó giải quyết luôn cái vấn đề đó luôn, bằng cách là một số mảnh giáp của con Virtue lần này nó sẽ khó luôn cái biên độ cơ động của nó lại. Cụ thể ở đây mình đang nói đến các phần giáp ở phần bụng và phần eo. Những cái mảnh giáp bọc ở phần eo và phần váy sau nó sẽ khó luôn với nhau, làm cho phần bụng của các bạn nó sẽ không di chuyển được ở cái chế độ Virtue này. Vì thế nó làm cho nó trở thành một cục gạch theo đúng nghĩa đen luôn. Và mình rất là thích cái điều này. Tại vì cái việc mà khó giáp như thế này á, nó đồng nghĩa với cái việc là cái mảnh giáp này nó sẽ chịu lực thay cho cái phần khớp ở bên trong của con Nadleeh. Vì thế nó sẽ tránh được cái tình trạng mình đã nói khi nãy, đó là về lâu về dài phần chịu lực nhiều hơn, nó sẽ lỏng hơn so với những chỗ khác. Nó sẽ tăng cái độ bền của con Gundam các bạn lên. Và nó xác định luôn cho các bạn là một khi mà các bạn đã muốn thực hiện những cái pose dynamic thì các bạn sẽ chuyển qua con Nadleeh các bạn chơi, chứ các bạn không chơi ở cái dạng Virtue lần này. Con Virtue nó đáp ứng được đúng cái mục đích của nó, đó là một cái pháo đài. Giáp nó dày, nó cứng cáp, dù gắn rất là nhiều đồ lên nhưng mà nó không có bị rớt phát lã chả, vậy là quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên nói qua thì còn phải có nói về, vẫn có một số điểm mình chưa hài lòng ở bộ giáp của con Virtue lần này. Thứ nhất đó chính là cái giáp váy trước của con Virtue. Phần chốt gắn của bộ váy này khá là nông, cho nên là mình cảm thấy gắn nó không chắc chắn lắm. Và hai cái chốt váy là hai cái khớp cầu, vì thế khả năng lỏng của nó sẽ là nhanh nhất trong cả cái bộ giáp lần này. Có thể nói là váy trước này thiết kế khá là sơ sài. Cái thứ hai đó chính là feedback mình nhận được ngay từ người chủ đã cho mình mượn con Virtue này, đó chính là phần giáp tay. Giáp tay thì các bạn có thể thấy là ở trên này nó có một cái mảnh được tách biệt ra. Mục tiêu của nó chính là gập lên và cho phép các bạn gập tay hơn 90 độ một tí. Nhưng mà người chủ có phản hồi với mình rằng là giáp này bạn ấy thấy khá là lỏng. Để bình thường thôi cũng có thể thấy được rằng là nó sụp xuống dưới, vì thế bạn ấy đã 502 luôn vào chỗ. Và mình thấy như vậy cũng bình thường. Bạn nào không thích cái điểm này ở con Virtue thì có thể bắt chước theo. Tại vì với cái tay 90 độ này các bạn vẫn có thể pose được những cái thế cầm khẩu pháo của nó, không có vấn đề gì cả. Nhược điểm cuối cùng mình cần phải đề cập đó chính là phần chốt để gắn hai khẩu pháo ở sau lưng lên. Nếu như các bạn nhìn kỹ thì cái chốt để gắn vào cơ bản là nó không tồn tại. Và cơ bản là chúng nó dính với nhau bằng 10 năm tu luyện của Pháp Sư Trung Hoa, cho nên là tôi cũng có thể nói là không có cảm giác an toàn về cái phần chốt lưng này cho lắm. Mặc dù là cho tới hiện tại thì vẫn chưa có vấn đề gì nhiều. Về phụ kiện thì các bạn sẽ có cái pháo thân thương của Virtue. Và các bạn có thể hoàn toàn cầm món vũ khí này bằng một tay. Cái pháo này có thể biến hình. Và phần tay cầm có thể chuyển đổi từ một tay thành hai tay. Thân pháo có những chi tiết ống xoắn, nó sẽ thể hiện rõ hơn nếu như các bạn chịu khó sơn thêm vào. Hai khẩu pháo ở sau thì các bạn sẽ có thể điều chỉnh góc độ theo cặp càng được nối với backpack. Nó sẽ cho các bạn một khớp xoay, một khớp gập, một khớp gập và một khớp xoay. Ngoài ra thì còn có những cái chi tiết màu vàng được ấn ở bên trong cái ụ pháo và cái container ở dưới chân, nhằm tái hiện lại cái lúc mà con Virtue nó bật cái GN field của nó lên. Và về cơ bản đó là tất cả những gì cần lưu ý về con Virtue. Bây giờ chúng ta sẽ lột hết tất cả giáp của nó ra để đến với con Nadleeh. Rồi, vậy thì lý do nãy giờ vì sao mình lại tỏ ra hứng thú với lại một con hàng mà nó brick, nó ít có khả năng di chuyển, chứ không phải là một con hàng mà nó đa dạng bi được cái động như là xưa đến giờ. Đó là tại vì ở bên trong con Virtue, đó là con Nadleeh. Và con Nadleeh này nó mang được cái bộ frame, cái bộ 2.0 mà mình đã khen không biết bao nhiêu lần từ ngày xưa đến giờ rồi. Mình khen từ con Dynames, mình khen đến con Kyrios, và thậm chí bây giờ qua đến con Nadleeh này mình vẫn tiếp tục khen nó luôn. Chung là con Nadleeh này nó mang đủ những cái yếu tố mà mình khen từ xưa đến giờ. Nào là cái cổ gà này, rồi cái khớp vai có thể kéo ra này, khớp bụng 3 ngấn này, xong rồi là cái khớp háng có thể kéo xuống này, vân vân và vân vân. Nói chung là cái bộ frame Double 2.0 này mình không chê ở chỗ nào cả. Và có thể nói cái combo Virtue Nadleeh này mình khen không hết, tại vì nó đáp ứng được đúng cái phong cách làm việc của mình, đó chính là sử dụng từng công cụ riêng cho từng mục đích riêng. Đó là các bạn có Virtue với cái độ cứng cáp của nó và con Nadleeh với cái biên độ cử động cao, giúp cho nó vừa có được cái sự bền bỉ, vừa có được cái biên độ cử động cao nhất, có thể đáp ứng được những cái tư thế thoái hóa cuộc sống đến đâu đi chăng nữa. Xét về ngoại hình thì con Nadleeh này nó nổi bật nhất ở cái đặc điểm là mở ngoặt, tóc đóng ngoặt của nó. Trên bản MG này thì Bandai họ quyết định làm cái bộ tóc của con Nadleeh này bằng một cái loại nhựa khá là dẻo, và nó có một cái màu đỏ đục. Nhìn thì nó cũng không phải gọi là tệ, nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như họ làm bằng cái chất liệu giống như cái chất liệu họ làm Beam Saber á, thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà nói chung thì nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu là nhìn nó cũng giống bộ tóc, và nó có một cái độ dẻo nhất định để nó không có bị gãy. Mình nói là dẻo thôi nha, chứ nó không có phải là uốn cong được đâu. Các bạn uốn cong quá thì nó vẫn sẽ để lộ ra cái vết trắng đó, cho nên là đừng có ráng. Và cái cách gắn của bộ tóc này lên trên người của con Nadleeh thì mình thấy có một chút vấn đề, đó là những cái lỗ gắn cái bộ tóc này nó khá là nhỏ. Và nó được gắn trên nguyên lý là một cái ngàm kẹp, chứ nó không phải là một cái chốt và một cái lỗ. Vì thế mình không chắc rằng là cái bộ ngàm này nó có thể giữ được cái bộ tóc này lâu, vì tháo ra tháo vào nhiều kiểu gì nó cũng sẽ mòn thôi. Còn phần tóc sau thì trên giấy tờ thì các bạn sẽ có thể đẩy lên đẩy xuống được một tí, nhưng mà đẩy một tí thì nó rớt luôn, cho nên là mình cũng không mặn mà gì với nó lắm. Cơ bản là nó chỉ ở một cái mức độ gọi là dính thôi, chứ nó không có dính chắc. Vì thế cái tóc này sẽ là một cái phụ kiện mà các bạn gắn cuối cùng sau khi mà các bạn đã pose hoàn chỉnh rồi, chứ vừa gắn vừa pose chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy khó chịu với nó. Cuối cùng là về phụ kiện thì các bạn sẽ có một cái beam rifle, một cái khiên được gắn theo tiêu chuẩn của bọn Double, và 2 cái beam saber được giấu ở phần đầu gối, và các bạn sẽ có 3 cái beam effect đi kèm được gắn vào rifle và 2 cái beam saber. Kết luận lại thì như đầu video mình đã nói, con Virtue này nó đáng từng đồng tiền bát gạo của các bạn, và những cái điểm lỗi nhỏ lặt vặt của nó mình cũng đã nêu ra rồi, và nó hoàn toàn là những cái lỗi có thể khắc phục được, không phải là vấn đề gì to tát cho lắm. Nếu như các bạn chưa thấy an tâm thì các bạn có thể xem qua cái review về con MG Kyrios và MG Dynames để có thể biết thêm nhiều hơn về cái bộ frame Double 2.0 này. Mình đã khen rất là nhiều và có thể có những cái mình không lặp lại nữa, nhưng mà những cái video đó thì mình nói khá là kỹ, vì thế nó sẽ giúp các bạn phần nào đó an tâm hơn. Và đồng thời nếu như sản phẩm này không phù hợp với kinh phí của các bạn thì mình cũng recommend luôn 2 con đó luôn, tại vì dòng MG Double hiện tại rất là tốt, không có gì để chê cả, trừ những thứ mà nó dùng lại cái tàn dư của con MG XCA. Thứ đó thì chúng ta nên bài trừ bớt cho tới khi nào chúng ta có được con XCA 2.0 thì thôi. Và đó là tất cả những ý kiến của mình trong cái clip này. Bye.